Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video của Đức Cùn TV. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mình có một số máy gửi tới tất cả các anh chị ở trong video ngày hôm nay. Và những máy ở trong video ngày hôm nay gồm là Nokia này, iPhone 6S Plus này, 6S Plus 32GB này, Samsung A50 này, Samsung A50 này, rồi iPhone 6S Plus bao ghi đây, 6S Plus 32GB này, Samsung Note 4 này, đó, Huawei này, i7 Pro này, Oppo này, Oppo M7 Lite này, iPhone 7 này, iPhone 6S này, rồi thì Mi này, iPhone 6 này, V Smart này, Samsung này, iPhone X này, iPhone 8 Plus này, iPhone 5S này, và một số hàng mà mình đã bị các bạn đặt hàng và do mùa dịch đại dịch thì là các bạn không lấy được, thì hôm nay mình sẽ đem ra đây để bán lại cho các bạn xem là những máy trong ngày hôm nay thì mình sẽ bán là những chiếc gì. Rồi ok. Và các bạn thường là các bạn đặt xong các bạn không lấy, rồi ok. Rồi nhá, chiếc đầu tiên đó là một chiếc iPhone X 6.500.000 đã đặt cho bạn ở gì nhỉ? Cự Tài Hoàn Phú cái gì ở Bình Định đây. Thì chiếc này là chiếc iPhone X, mình bóc ra xem nào. Tại sao các bạn lại mình nhắn tin các bạn không trả lời? Ok, bạn ấy đã đặt hàng và đã cọc cho mình rồi mà cuối cùng lại không lấy hàng, rồi không lấy hàng, mình gọi không nghe thì mình xin phép là mình sẽ bóc ra để ấy cho các bạn. Ok anh em, đây đóng gói rất là cẩn thận nhá, sạc này, trong túi này sạc đây ạ, rất là cẩn thận đây ạ, các vi zip nhà mình đây ạ. Ok, các vi zip bảo hành đấy, sạc đây, iPhone X đây, số điện thoại của bạn đây, đuôi 48 đây, có ghi rõ đây, iPhone X, kính xước hơi sâu một tí, hơi xước, giá 6.500.000, ai lấy thì inbox cho Đức nhá, không cần phải nói nhiều, mất fake ID. Rồi ok, đó là chiếc đầu tiên trong video ngày hôm nay, sẽ gói ngược lại đây, ai lấy thì sẽ inbox nhá. Đó là chiếc iPhone X. Chiếc thứ hai trong video ngày hôm nay đó là một chiếc gì đây, bạn này là đó, rất là mất thời gian của rất là nhiều anh em đúng không, của mình và của các bạn đấy. Trước khi vào bán hàng chúng ta sẽ xem còn gì để thanh lý đốt cho anh em nào. Chiếc này sẽ còn đọng từ cái lúc mà mình còn chưa làm hộp cơ, và hôm nay nó mới gửi về cho mình được. Anh này Võ Thanh Giáp ở Bạc Liêu đây. Ok anh em, chiếc thứ hai đó là chiếc gì đấy ạ? Chiếc thứ hai là chiếc S7S nhá. Chiếc S7S, chiếc này thì mình đang bán cho anh đấy là 2.700.000, mặt kính hơi xước thôi chứ còn mọi thứ là full chức năng nhá, ai lấy thì inbox cho mình nhá. Mặt kính gì đây, mình nói luôn cho các bạn này, mặt kính nó sẽ phải xước răm, máy cũ mình bán có 2.700.000 thôi, bình thường người ta bán hơn 3.000.000. Ai lấy thì inbox cho mình nhá, chiếc này là 2.700.000. Thì mọi người không ấy thì mình xin phép là mình để sạc ra đằng sau đã, xong có gì tí nữa mình sẽ quay lại bán cho anh em. Rồi trước kia mình để sạc đấy nhá, rồi mình xin phép là mình sẽ để ra đằng sau. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó, chiếc này là chiếc gì mà 500k đây, cũng không nhớ là chiếc gì nữa, có ghi là trả hàng. Chiếc này như 4S hay sao? À, chiếc này là chiếc gì sợi 500k này? À, chiếc này là một chiếc bypass. Ủa anh em ơi, chiếc bypass 550k mà anh này không lấy à? Ok, hàng trả đúng không? Để mình xem, nếu mà đúng là hàng trả thì mình sẽ bán. Trả hàng, hàng này là hàng trả. Ok,
Hàng này là hàng chả anh em nhé. Hàng này là hàng chả chả hàng. Thì chiếc này Đức sẽ bán cho anh em với giá là 550k. Chiếc bypass 550k. Ai lấy thì inbox cho Đức nhé. 550.000. Ok. Chiếc bypass 550.000. Ai lấy thì inbox cho Đức sớm nhé. Đây mình sạc lên đây tí nữa cho anh em xem. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là chiếc gì đây? Đây khách hàng từ chối nhận hàng này. Ở Châu Thành An Giang này. Rồi ok anh em. Video ngày hôm nay có vẻ là hơi dài đấy. Mong anh em thông cảm. Vứt qua bao nhiêu nơi rồi bây giờ. Đây là một chiếc gì đó. À ui. Buồn quá. Đây này là một chiếc Samsung. Samsung này là Samsung S7S. Nó bị đốm một tí ở đây. Rồi chiếc này tí nữa mình cũng sạc lên. Không tí nữa sẽ chào anh em sau. Rồi chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay. Chiếc này là Lục Yên này. À chiếc anh này. Rồi chiếc này mình nhớ rồi. Thì mình cũng mong anh là mình bóc ra cho anh là anh thông cảm nhé, vì anh đã mua em hai cái máy rồi. Nếu mà anh có đặt hàng thì anh cũng đừng có choi hộ em, vì là gửi đi gửi lại nó rất là mất thời gian nhé. Em cảm ơn anh vì anh đã ủng hộ em hai chiếc máy, nhưng mà anh cũng không nên làm thế với em, vì em bán hàng thì anh biết là mỗi một lần đặt hàng gửi lên gửi xuống này mất cả 100.000 cơ, cả đầu đi đầu về đấy, mà em đóng hàng nó rất là cẩn thận như vậy. Đây là sạc cho anh này đấy, mà anh lại nhớ lần nào anh đóng hàng anh bắt em gửi đi và bây giờ hàng lại quay về đó. Chiếc 6S, chiếc Oppo An 5S này giá là 2 triệu 500k, 2 triệu 600k, nhưng hôm nay bán 2 triệu 500k thôi. Ai lấy thì inbox cho em nhé. 2 triệu 500k. Chiếc Oppo. Đấy, hết pin rồi. Oppo An 5S. Rồi ok. Rồi còn một chiếc nữa trong video ngày hôm nay. Đó là một chiếc gì đây? Điện Biên Đông. Như chiếc này là một chiếc 4S hay sao ấy, mình có gửi cho anh này rồi. Và hàng này mua một chiếc 4S. Đây là một chiếc 4S nha anh em nhé. Mình đã thay pin rồi. 4S nhé. 4S này giá là 500k, máy ngon. 4S 500k, đấy số anh điện thoại đấy. Rồi, 4S là 500k, ai lấy thì inbox cho em nhé. 4S là giá 500k. Nó đang hết pin rồi đấy. Rồi em xin phép em để sạc ở đây. Nếu mà ai lấy 4S thì inbox cho em giá 500k. Rồi, và để cho các anh em không phải chờ đợi lâu thì trong video ngày buổi tối ngày hôm nay mình sẽ xả hàng mùa Covid nhá. Thì cho anh em thích này. Chiếc đầu tiên trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Sony. Sony nhá, màn hình đẹp, zin nhá, zin đẹp nhá. Vỏ hơi xấu xấu một tí, còn zin 100% nhá. Anh em nhá, zin 100%. Vỏ zin 100% ạ. Đó, hôm nay mình mới lấy lại năng lượng để làm cho anh em, vì nghỉ dịch hôm nay mình chui mãi mới gom được ít hàng để cho anh em, hỏi tất cả mấy anh em thợ mà ai còn hàng thì để mình bán hộ cho. Rồi, rồi hôm nay mình bán này. Chiếc này là chiếc Sony giới thiệu điện thoại C E5563. Thì chiếc này vỏ hơi xấu xấu một tí, chiếc này thanh lý cho các bạn với giá là 1 triệu 100k nhá. Màn hình to, xem YouTube thì thoải mái nhá. Đây mình bấm mình cho các bạn xem YouTube, nó như một con iPad mini luôn cũng được ấy. Màn hình to lắm ạ. Đây mình đã kết nối wifi nhá. Mình thử vào YouTube cho các bạn xem này. Cài đặt nha. Chiếc này à, đấy, bắt vào YouTube rồi. Mình vào đây đi. Vào Google. Google đi. Máy rất là nhanh. À,
À, cái này nó lại qua cửa ngang. Màn hình rất là đẹp nhé. Chiếc này màn hình cũng rất là đẹp nhé. Đấy, nhà mình wifi mấy hôm nay mạng nó hơi yếu nên là nó bắt hơi kém. Rồi đây mình kiểm tra bằng âm thanh đi. Đấy, loa rất là to. Ai có lấy thì chiếc này bảo mình nhé. Chiếc này bán cho bạn với giá là 1 triệu đồng. À, 1 triệu 100. Số 01 nhé. Ok anh em. Rồi cho mình xin phép để phía ra tay sai ngoài này. Rồi, chiếc thứ hai trong video ngày hôm nay mình muốn gửi tới anh em, đó là mình xin lỗi đợt vừa rồi mình cũng chảnh mạng làm không clip không được hay lắm thì mong anh em bỏ qua nhé. Chiếc thứ hai là một chiếc 6S, máy đẹp keng 99%, mình bán cho các bạn với chiếc này với giá là 2 triệu. Số 02 là bán cho các bạn với giá là 2 triệu 300k. 2 triệu 300k. Số 02 là 2 triệu 300k nhé, máy đẹp keng nhé. Ok, số 02 là 2 triệu 300k. Và mình thấy trong thời gian mình để cái nền màu trắng ấy, nó rất là trắng ngoài này này. Đấy, thì nó điện thoại nó không được thật thì mình xin phép là mình để trong này 2 triệu 300k. Số 03 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Note 4. Note 4 màn zin 100%. Đấy, Note 4 màn zin 100% nhá. Chiếc này bán cho các bạn với giá là 1 triệu 400k. Đó, mê zin màn zin đây một. Đó, Note 4 1 triệu 400k nhá. Ai lấy thì inbox cho em ạ. Xả hàng mùa Covid 1 triệu 400k. 03 là 1 triệu 400k. Đó, 03 1 triệu 400k. Chiếc này xem YouTube chứ các thứ thì rất là ngon. 03 nhá, ai lấy thì inbox cho em. Đấy, 03 là 1 triệu 400k. ba là 1 triệu 400k nhé. Chiếc số 04 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc V Smart. V Smart này, V này là V V Line Make in Việt Nam luôn. Đây, VOS. Đó, mình xin nói luôn là tất cả các máy như này, Oppo này, Huawei này, rồi thì máy gì nhỉ, Xiaomi nữa, nó cái main với cái chip ở trong nó giống hết, gần như là nhau nhá, nó chỉ thay đổi và các nhà hãng ai có tiền tay to thì mua đập được cả thương hiệu thôi. Đấy là mình cũng nói là đơn nôm na là như vậy. Rồi chiếc V Smart này mình bán cho các bạn với giá là 1 triệu 500k. Máy RAM cấu hình RAM 3 bộ nhớ 32 nhé. 1 triệu 500k. Alo. Ơ anh đây. Ơi. Ơ anh đây. Rồi, chiếc này mình bán cho bạn 1 triệu 400k nhé. RAM 3 bộ nhớ 32 nhé, 1 triệu 400k nhé. Rồi, chiếc tiếp theo trong video của ngày hôm nay đó là một chiếc Huawei. Huawei này là Huawei i7 i7 Pro 2019, RAM 3 bộ nhớ 32. Chiếc này bán cho anh em với giá là bán giá bao nhiêu nhỉ? Bán luôn cho anh em với giá là 1 triệu 900k. RAM 3 bộ nhớ 32 giá 1 triệu 900k, sóc óc nhỉ? Số 05 1 triệu 900k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay, chiếc 06 đó là một chiếc Mi. Chiếc này là G7 Lite à?
chiếc G7K, gần G7 Lite, máy zin đẹp. Chiếc này sẽ bán cho anh em với giá là chiếc này bán cho anh em với giá là 1.400.000. 1.400.000 nhá. Chiếc này là số 06. 06 là 1.400.000 nha anh em nhá. Zin đẹp. 06 là 1.400.000. Số 07 trong video ngày hôm nay là một chiếc 7G 32GB máy đẹp. 7G này thì bán cho anh em với giá là iPhone 7 này, quốc tế 32GB bán cho anh em với giá 3.400.000. Số 07 07 là 3.400.000 nhá. Số 07 là 3.400.000 nhá. Số 07 là 3.400.000. Số 08 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 6 iPhone 6 đấy, vân chân vân tay đầy đủ. Giới thiệu về điện thoại iPhone 6 64GB, chiếc này bán cho anh em với giá là 2 triệu đồng. iPhone 6 64GB bán cho anh em với giá là thôi 1.950.000. 1.950.000. Số này là số 08 à. Số 08. 08 1.950.000. Zin đẹp nhá. Số 09 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Oppo. Oppo này là Neo 9. A37. Neo 9 nhá. Chiếc này bán thanh lý cho anh em với giá là 1.100.000. Neo 9 là 1.100.000. Số này là số 09. Số 09 là 1.100.000 nha anh em nhé. RAM 2 bộ nhớ 16GB. Ok anh em. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung Z600. Samsung Z600 này nhá. Z600 hôm nay video hơi dài nhé, mong anh em thông cảm. Z600 là 32GB này, RAM 3 bộ nhớ 32. Chiếc Z600 này bán cho anh em với giá là 1.900.000. RAM 3 bộ nhớ 32 giá 1.900.000. Số 10. Số 10 là 1.900.000. Số 11 trong video ngày hôm nay là gì anh em? Anh em đoán xem nó là chiếc nào ạ? 11 là Nokia 3. Nokia 3 này. Nokia 3 này, mình sẽ bán anh em với giá là 1.100.000 nhá. Nokia giá 1.100.000, máy đẹp. Nokia đâu? Nokia này là Nokia 5 chứ nhỉ? Nokia 5 nhầm. Để mình xem nào. Nhầm nha anh em, sorry anh em nhé. Chiếc này là chiếc Nokia 5 nhé. Nhầm, sorry anh em. Thôi nhỡ mồm rồi, thôi bán anh em mấy chiếc này giá là 1.400.000 đi. Nokia 5 1.400.000 nhé. 1.400.000. Số này là số 11. 1.400.000. Nokia 5 1.400.000, zin khỏe đẹp 98-99% nhé. Nokia 5. Ok. Ai yêu thích Nokia thì inbox cho em nhé, 1.400.000. Ok, chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung. Samsung này là Samsung sao thăng không sao thăng. Chiếc này chiếc Samsung An 8 2016, mà cấu hình khỏe hơn Z7 Pro nhé. Ai thích thì inbox cho em. Màn hình đẹp không ai múa gì. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 2.300.000. Máy đẹp ạ. Ok, A8 216 đẹp. A8 nhá, 2016. Còn to hơn cả A800 đấy. Giá chiếc này là 2.300.000. Số 12. Số 12 là 3.200.000. Số 13 trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung
Chiếc này là Samsung A6 nhá. Chiếc này thanh lý cho anh em với giá là 2 triệu đồng này. A6. A6 này nhá. A6 này bán cho các bạn với giá thôi 1 triệu 900k đi. A6 này là 2 triệu đồng. 1 triệu 900k. Số 13. Số 13 là 1 triệu 900k. Màn zin đẹp nhé. Số màn zin đẹp nhé. Màn AMOLED đây anh em ạ. Màn này là màn AMOLED nhé. Zin đẹp nhé. Đấy, màn zin đẹp. 1 triệu 900k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay là con gì, anh em thích con gì nào? Bắt con gà là bắt con gà rồi. Ok, mấy con 5S đi cho nó nhanh, cho nó thoáng bản làm việc của Đức đi. Hôm nay Đức vừa về được một lô 5S này. Đó. Ai lấy hết thì inbox cho Đức nhá. Rồi ok, 5S zin đẹp nhá. Rồi, chiếc 5S này đều là đẹp keng, gần keng hết nhá. Rồi, chiếc này mình bán đồng giá cho bạn với giá là 1 triệu 400k. Đẹp keng ạ. Cùng lắm phẩy tí thôi, 1 triệu 400k. Ai lấy thì inbox cho em nhá. 1 triệu 400k. Đó. Máy rất là đẹp. Không lỗi làm gì. Ai lấy thì inbox cho em nhá, 1 triệu 400k. Ok, 1 triệu 400k nhé. 5S là 1 triệu 400k. Ok anh em. Rồi, 5S là 1 triệu 400k nhé. 1 triệu 400k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Mi. Mi này là Mi Note 3 RAM 4 bộ nhớ 64. Chiếc này bán cho bạn thanh lý ngày hôm nay giá 1 triệu 800k. Anh em inbox thì inbox cho em. Đây ạ. RAM 4 bộ nhớ 64 ạ. 1 triệu 800k. RAM 4 bộ nhớ 64 1 triệu 800k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc Samsung A50 đẹp. A50 đẹp keng nhá. Đấy, chuẩn FD Việt Nam này. Chiếc này bán cho anh em với giá là 3 triệu 400k. Ba triệu 400k nhé, đẹp keng nhé. Rồi, một chiếc nữa đó là một chiếc Samsung A50 cũng đẹp keng nhé. RAM 4 bộ nhớ, RAM này là RAM bộ nhớ, RAM này là RAM 6 luôn này. RAM 6 bộ nhớ 128 này. Thì chiếc này lại bán cho anh em với giá là 3 triệu 600k. 3 triệu 600k nhé anh em nhé. RAM 6 bộ nhớ 128. Màn không ám mố gì anh em nhé. Ok anh em. Rồi, chiếc này 3 triệu 6 này. Chiếc này 1 triệu 8 này. Số này 16 rồi, số này 17. Ok anh em. Số 18 trong ngày hôm nay đã là một chiếc 6S Plus. 19 là S Plus. 3 triệu 700k. S Plus đẹp này, zin phải đẹp này, zin phải đẹp nhá. 32GB LLA quốc tế Mỹ, zin phải đẹp nhá. 3 triệu 700k. Rồi ok anh em. Tình trạng pin này. Pin 79-80%. Anh em thích thì cộng thêm mình 100.000 nữa, mình sẽ thay pin cho anh em là 3 triệu 8. Rồi ok, chiếc tiếp theo nữa màu hồng zin phẩy nhỡ cũng như chiếc vậy là 3 triệu 700k. Số 19 32GB anh em nhé. Đó, zin phẩy đấy. Giới thiệu từng chiếc một cho anh em đỡ phải sợ lại bảo mình báo ảo lung tung. Đó, chiếc này phải hơi một tí tí chấm chấm cái bếp đây thôi. 3 triệu 700k. Pin này 32GB nhé, tình trạng pin.
Pin cũng 79%. Ok anh em. Và còn 4 chiếc còn lại trong video ngày hôm nay là số 20, 21, 22. 20 này, 21 này, 22 và 23. 20, 21, 22 và 23. Rồi, chúng ta cứ bắt số đi cho nó dễ. Chiếc này là X này, mất fake ID, giá 7 triệu 200k, màn zin 100% nhá. Số này là số 20. 20, ok anh em. Số 20 zin đẹp nhá, số 20. Số 21 trong video ngày hôm nay đó cũng là một chiếc X fake ID đầy đủ. Chiếc này màn zin ép kính nhá. Chiếc này bán cho bạn với giá là 7 triệu 900k. Màn zin ép kính nha, 7 triệu 900k nhá. Rồi ai mú thì inbox cho em fake ID này. Màn zin ép kính 7 triệu 900k. Mua rẻ bán rẻ cho anh em. Ok 7 triệu 900k. Chiếc đắt chiếc rẻ. Ok anh em 7 triệu 900k nhá. Rồi chiếc này là số 21 7 triệu 9. Chiếc số 22 trong video ngày hôm nay đó là chiếc 8 Plus. Chiếc 8 Plus màn đẹp keng đây. Vỏ đẹp keng đây. Chiếc này bán cho anh em với giá là 7 triệu 800k. Màu vàng nhá. 7 triệu 800k màu vàng nhá, đẹp keng nhá. Đó. Video ạ. Ok anh em, 7 triệu 800k. Chiếc tiếp theo trong video ngày hôm nay đó là một chiếc 8 Plus màu đỏ. Màu đỏ nhá. Màu đỏ này thì vỏ hơi nhỡ xấu xấu một tí. Màn new mới thì mình bán cho bạn với giá là 6 triệu 700k. 6 triệu 700k nhá. Anh em lấy thì inbox cho Đức sớm nhá, 6 triệu 700k. 6 triệu 700k. 6 triệu 700k. 6 triệu 700k nhá, màu đỏ đẹp nhá. Đây lấy thì inbox cho em sớm. Rồi. Bây giờ anh em chờ em inbox nốt cái chỗ kia. Đấy nhá anh em, đây nhá, cái chiếc này 550k. Ai lấy thì inbox lại cho em. 550k này. Đó, 6 thưởng bay bát 550k. Rồi. Chiếc tiếp theo. Đó là một chiếc mà hôm trước mình mà cái chiếc mà bảo đố mực đấy. Đây chiếc đố mực đây. Ai lấy chiếc này thì bảo em. Chiếc này đố mực là một chiếc này đúng mực nhá, vẫn từ hôm trước bán, hôm trước là bán 1 triệu 800k, hôm nay đúng mực vừa về, kể cả mất tiền ship code rồi cũng kệ, sẽ bán cho anh em với giá là 1 triệu S7E nhá, 1 triệu 700k, 1 triệu 700k. Ok anh em, chiếc tiếp theo đó là một chiếc S7E này, máy đẹp zin nhỡ phẩy đấy, 2 triệu. Ờ, máy để màn đẹp đúng không ạ? Zin phẩy này, màn keng này. Bán cho anh em với giá là 2 triệu 700k. 2 triệu 700k nhá. Ai lấy thì inbox cho Đức sớm nhá, máy đẹp nhá. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và ủng hộ Đức Cùn TV. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và ủng hộ Đức Cùn TV trong suốt thời gian vừa qua nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.